nơi tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm, một trong số 31 địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội. Nhiệm kỳ 2021-2026, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở Hà Nội lên tới gần 23.700 người. Số lượng rất lớn nên việc rà soát hồ sơ từng ứng viên được tiến hành thận trọng và kỹ lưỡng. Chúng tôi lựa chọn những đại biểu có đầy đủ điều kiện. Ban bầu cử đã thành lập cái tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo để thực hiện việc tiếp nhận cũng đối với các đơn thư khiếu nại tố cáo nếu có. Nhiệm kỳ 2021-2026, 175 phường của Hà Nội sẽ không tổ chức Hội đồng Nhân dân. Bộ máy hành chính của thành phố ở cấp cơ sở sẽ gọn lại và dự kiến mỗi năm sẽ tiết kiệm được khoảng 600 tỷ đồng chi thường xuyên. Khi đó, các nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân phường, đặc biệt là nhiệm vụ đại diện cho quyền và lợi ích của cử tri ở cơ sở, sẽ do Hội đồng Nhân dân cấp trên đảm nhiệm. Sự thay đổi này đòi hỏi ngay từ lúc chuẩn bị, thành phố phải kỹ lưỡng trong việc giới thiệu người ứng cử. Theo đó, các ứng viên được lựa chọn để đưa ra hiệp thương đều phải thật sự tiêu biểu về năng lực và uy tín. Theo quy định, thành phố cũng sẽ kiên quyết loại khỏi danh sách những người có biểu hiện tham nhũng tiêu cực, không minh bạch trong kê khai tài sản ngay trong quá trình rà soát. Tại phường sẽ không có Hội đồng Nhân dân. Do vậy, các cái quy trình giới thiệu người ứng cử có những cái yêu cầu cao hơn. Điều thứ hai là các cơ quan lắng nghe ý kiến của cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thế rồi thông qua các cái kênh kiểm tra, thanh tra của Đảng, của nhà nước để chúng ta rà soát, để không có những cái đối tượng phải xử lý để lại những cái việc rất đáng tiếc. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm rất cao trong cái việc rà soát, thẩm định kỹ lưỡng các cái nhân sự để làm sao với mục tiêu khi chúng ta đưa ra cử tri và nhân dân thủ đô để bầu và lựa chọn ra được các cái đại biểu hết sức xứng đáng, có tâm, có tài để làm sao khi tham gia Quốc hội, tham gia Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân các cấp thì phát huy hiệu quả cao nhất. Trong ngày bầu cử sắp tới, cử tri đặt kỳ vọng vào cơ cấu đại biểu sẽ trọng về chất lượng nhiều hơn, bởi năng lực, cái tâm, cái tầm của người đại diện sẽ quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khi quyết định những vấn đề lớn của đất nước và mỗi địa phương.